Vladlenovich Trí Anh. Một nội binh đã có một cú block dành cho Mike Bell, một pha bóng rất hay. Và đây là Jeremy Smith, and one dành cho Jeremy Smith. Những phút thi đấu bùng nổ dành cho Hồ Chí Minh City Wings và Hà Nội Buffalo tốt hơn. Trong những tình huống vừa rồi thì họ đã làm khá tốt trong khâu phòng ngự. Tuy nhiên offensive rebound thì vẫn chưa đến với đội bóng áo trắng. Với một đội bóng lấy bàn công nhanh đến từ Hồ Chí Minh City Wings. Jeremy Smith đối đầu với Anthony Moody. Moody không phải là một cầu thủ quá xuất sắc trong đột phá. Dứt điểm ngay trước mặt của Trần Văn Trung. Không có lỗi dành cho Trần Văn Trung trong tình huống này. Các cầu thủ Hà Nội Buffalo đòi lỗi rất nhiều trong những phút vừa qua. Chống trải, Tiến Dương cú ném hơi lệch một chút. Và một tình huống Jeremy Smith mất tập trung nhưng bóng vẫn còn trong tay ngoại binh của Hồ Chí Minh City Wings. Dứt điểm tốt. Trả ngược lại. Và đột phá rồi kích ra. Vincent có quá nhiều khoảng trống dành cho Jeremy Smith và có 2 điểm. N1 dành cho số 18 bên phía Hồ Chí Minh City Wings. Họ đã phải làm bạn với cái dự bị đó là Vincent. Đây là Jeremy Smith, người cũng đã có 3 lỗi. Cú rổ rất mạnh mẽ của Mark in the London. Và trước đó phải dành lời khen cho Jeremy Smith. Rất nhiều khó khăn cho City Wings. Đây là Vincent. Mark in the London. London xoay người, chưa thắng được Mike Bell nhưng ở tình huống sau đó Bell ném trượt cả 2 quả ném phạt của mình. Và chúng ta cùng xem Vincent Nguyễn có tạo nên sự hưng phấn cho City Wings hay không. Jeremy Smith rebound tấn công, hai hội ý thì những cú alley-oop như vừa rồi sẽ giúp họ nâng cao tinh thần. Trả ra cho Huỳnh Hải, góc không độ Vladlenovich Trí Anh. Jeremy Smith sải tay.